Kính thưa các thầy, các cô cùng toàn thể các em yêu quý. Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu sơ lược về nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam. Và cùng nhau vui chơi sáng tạo ra những sản phẩm vật dụng từ những mô típ. Quý giá. Qua đó các em cần nghi nhớ nghệ thuật trung đại Việt Nam nổi bật với nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc đỉnh, chùa, các dòng tranh dân gian và nghệ thuật trang trí, thủ công mỹ nghệ cũng rất phát triển nhiều công trình nghệ thuật thời kỳ trung đại ở việt nam vẫn đang còn được lưu giữ đến ngày nay một số ngôi chùa cổ có kiến trúc và phong cách điêu khắc gô độc đáo thể hiện qua các bức trạm khắc rất đẹp và tinh xảo sản phẩm trang trí có nhiều chất liệu hình dáng màu sắc họa tiết đa dạng và được thiết kế phù hợp với mục đích sở thích hoàn cảnh sử dụng ngoài ra chúng còn thể hiện nét đặc trưng văn hóa của một số dân tộc